Hi, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại từ game One Piece Finale. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ truy tìm một trái quỷ khác thì mình ăn nha các bạn. Trong video lần trước thì mình đã ăn trái quỷ Stube. Trái quỷ này là của mụ Avida không? Thì sau khi mà mụ ăn trái quỷ này vào là mụ từ một con mụ béo, từ một con mụ mập trở thành một cô hotger 9X thực thụ các bạn. Và hiện tại các bạn thấy nè, cái con nhân vật của mình từ khi ăn trái quỷ này đang xài nguyên set đồ Kizaru, bây giờ chuyển về như cũ nữa các bạn. Đang đẹp trai. Người ta đó ăn trái quỷ từ xấu, người ta trở thành đẹp. Còn mình ăn trái quỷ này vào, mình từ đẹp, đáng lý ra là phải đẹp hơn, phải tốt nhan sắc mình lên cực đại. Mà nó tốt thế nào mình không biết, nó tốt như thế này nữa các bạn. Mặc đồ Kizaru nhìn rất là sang, bây giờ là thành một anh bạn bụi đời chợ lớn nữa các bạn. Rồi không? Thì bây giờ thì mình sẽ cưỡi lên chim ưng. Sau đó mình sẽ có một cái quá trình lên đên trên biển cả để truy tìm một trái quỷ nha các bạn. Rồi đầu. Để mình kiếm bạn. Bạn đi bạn. Chúng ta hãy cùng nhau ra khơi lên đường tìm trái quỷ. Đi nào bạn. Ồ, có nhiều bạn lắm nè. Rồi mình sẽ phiêu lưu cùng với bạn này hay không? Rồi thẳng tiến biển khơi. Đi kiếm trái quỷ bạn ơi. Đi kiếm trái quỷ bạn nhé. Đi kiếm trái quỷ nha bạn. Đó. Mình chat lên cho mấy bạn biết, chứ mấy bạn không biết là đưa mình đi lụm Bailey nữa. Qua cái núi này từ từ đi lụm được trái quỷ thì từ từ qua bển hay không? Bây giờ là cái quá trình đi săn lùng trái quỷ. Thì nhắc lại nha các bạn. Có một số bạn vẫn còn mình hỏi là game này trái quỷ bao nhiêu thời gian thì nó xuất hiện. Thì tầm 20 phút cho đến 20 phút. Thì bạn canh tầm 20 phút thì bạn đi tìm thôi, hoặc là 15 phút các bạn đi tìm. Trái quỷ ở trong game này thì cũng tương đối dễ tìm hơn những tựa game khác. Thì trái quỷ nào dễ tìm quá thì game mới mau sập nhanh đó các bạn. Tại vì mục tiêu của bạn là tìm hết trái quỷ rồi sau đó là không quay video, cũng không đăng video nữa em. Nên là các bạn chán chường không có chơi nữa. Rồi bây giờ tiếp tục đi, lên đường, đi. Đi nào bạn. Đi thôi. Biến hình đi bạn. Tốc hành đi, tốc chiến, tốc thắng đi. Không ấy mình đi thiền quá. Đi nào. Đi, rồi, tiến bước. Thẳng tiến đến đảo tiếp theo. Bên đây. Hòn đảo của băng tuyết hả? Như mình thấy bên đây cát đúng hơn các bạn. Bên đây là đảo hoa anh đào, còn đây mới là tuyết này heo. Trái quỷ thì chỉ loanh quanh 3-4 hòn đảo này thôi. Nó không có đi đâu xa đâu. Rồi bây giờ mình qua bên sa mạc trước đi heo. Qua đây mình xem coi có trái quỷ nào hay không. Có thì mình quém, còn không có thì thôi. Có gì đâu. Ở đây chết. Chả thấy có dấu hiệu của một trái quỷ nào xuất hiện tại đây. Rồi bây giờ thì mình cứ hăng say lợm chết đi các bạn. Trong quá trình mà lợm thì mình cũng phải ngó qua ngó lại, ngó trên ngó dưới. Tại vì có mấy cái bóng cây nè các bạn, bóng cây mờ mờ đi nè. Mình sẽ không có thấy được trái quỷ heo, mình phải nhìn kỹ. Có lúc mấy bạn nhìn thấy chứ mình nhìn cũng không thấy nữa. Khó nhìn lắm các bạn. Thường thường người ngoài cuộc thì các bạn để ý kỹ xung quanh. Còn người trong cuộc đó thì lo tập trung vào một mục tiêu, chẳng hạn như là con ma ưng hay là con nhân vật của mình, nên là không có nhìn kỹ xung quanh. Bên đây. Hòn đảo của hoa anh đào. Trái quỷ đâu? Xuất hiện đi. Hòn đảo này phải có một sự xuất hiện hầm hố lầm lố của một trái quỷ chứ. Đâu ta? Hướng nào nhờ? Trái phải. Nói chung là gốc cây nào cũng phải tìm hết. Tìm hết đảo là được. Bên đây hay không? Cái game này đó thì mình thường thường đi tìm trái quỷ, nhưng mà riêng cái game Lockpick đó hai phương án để anh em tìm trái quỷ. Một là anh em treo trong server VIP đủ 1 tiếng đồng hồ để anh em tìm, còn nếu server thường thì các bạn phải mua một cái la bàn tìm trái quỷ 2.700 Robux đó các bạn, rất là chua luôn. Nên là mình cũng không có thời gian tìm ở bên Lockpick nữa. Thì để mình coi nếu mà có đủ thời gian thì mình sẽ cố gắng treo ở trong một server VIP nào đó hay không. Tầm 1 tiếng đồng hồ mình sẽ bắt đầu truy tìm ra được một trái quỷ để mình ăn thử trong tựa game Lockpick cho anh em xem hay không. Tại vì trong tựa game đó thì cái quá trình tìm thì vô cùng kham khổ các bạn, nhưng mà vui các bạn. Chứ bây giờ mà không có đủ thời gian mà qua bển tìm thì không ổn cho lắm. Ê, bạn này cho mình tiền nè các bạn.
32.546 mili. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều không. Rồi, tiếp tục lên đường bạn ơi. Thẳng tiến. Thẳng tiến tiếp tục đến đảo tiếp theo. Mà trước khi làm chuyện đó thì cần phải quét quanh đây các bạn. Rồi, quét quanh đây là không ok rồi đó. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Còn đảo tuyết kìa. Mày đi đâu vậy? Bên đây có trái quỷ à. Mình thấy bên hòn đảo tuyết cũng có đấy. Qua đảo tuyết bạn. Rồi. Đảo tuyết kế bên không chịu đi. Đi gần thì không chịu đi. Bậy đi xa. Từ từ, đảo tuyết lúc nãy chưa qua. Đó, phải tiến qua đây để tri lùng ra một trái quỷ. Trái quỷ không có à. Thấy có 32.000 bili rồi đó các bạn. Bên đây có. Nhìn trên nhìn dưới gì cũng không thấy ta. Mấy bạn này sao biểu săn trái quỷ nhiều dĩa vậy tè. Xem bọn mình khó kiếm mà nhè. Rồi xuống đây. Không thấy luôn. Không thấy các bạn. Ôi, tìm một trái quỷ nghe khó khăn dữ à. Hên là game này là trái quỷ dễ tìm rồi nha. Chứ qua những cái tựa game khác mà tìm được trái quỷ thì cũng trần ăn khoai củ. Mà cái nào càng dễ tìm thì càng dễ sập các bạn. Nó ngộ vậy luôn đó. Rồi lụm hết tất cả các rương ở đây ha. Game này Billy chủ yếu là mình đi mua vũ khí. Không mua vũ khí thì đi mua trái quỷ. Ừ, mua trái quỷ được các bạn. Mình chưa bao giờ thưởng thức mua một trái quỷ hết đó. Bây giờ mình phải thử thưởng cho mình trái quỷ. Rồi ha. Bên đây không, bên đây là đảo cho mình vàng tiền. Mình mua một cây Vicento đủ nè. Mua một trái quỷ đủ nè. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn và anh em đã cho mình cái số tiền không ít ở chỗ này không. Và mình cũng xin phép là mình sẽ sử dụng cái số tiền này để mình mua một trái quỷ hoặc là một món vũ khí nha các bạn. Tới nơi, bây giờ thì ở bên đây mà rớt trái quỷ mình cũng thấy nó không có lạ đâu các bạn. Trái phải nằm đâu trong hốc này nè. Giấu trái quỷ phải giấu kín đáo kỹ càng vào. Giấu trái quỷ rớt đau rộng ngay mấy gốc cây. Trái quỷ là phải xuất hiện ở bên đảo tiết bên đây nè. Ở đảo ăn chứ. Là mới gọi là trái hi ê. Vậy mới giữ mới làm lố hầm hố được. Mà nói đi nói lại trái quỷ trên cây mà các bạn. Ở đây phải có một cái cây nào đó nhỏ mà được giấu kín á. Sau đó là sản sinh ra trái quỷ hi ê thì nghe còn hợp lý hơn. Hoặc là bị một cái con thú nào đó tha qua đây. Phải làm một con thú đó mà cho nó nhảy nhảy búng búng làm như cơ động lên. Mà nó tha trái hi ê chui về hang nó giấu đó. Mình vào đây mình lọm hi ê mình ăn. Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước thôi các bạn. Ước hoài mà nó không ra. Mình cũng mong là nó ra được một trái quỷ nào đó hiếm hiếm nằm ở cái khu vực băng giá này. Nhưng mà chỉ là ước mơ thôi các bạn. Mà cái ước mơ này thì mình sẽ thực hiện ngay thôi các bạn. Là mình sẽ bỏ 150.000 ra để mua một trái quỷ. Mua thì chắc chắn có rồi đó các bạn. Số tiền này thì chắc chắn là đi mua được một trái quỷ chắc chắn 100% rồi. Không có đường nào mà chạy được hết. Thôi về tân thủ đi em. Thôi về tân thủ đi em. Đó. Thì mình sẽ cố gắng mua một trái quỷ nha bạn. Bây giờ sẽ săn lùng và mua một trái quỷ. Phải mua cho được. Phải lâu cho ra. Bây giờ thì không lụm được. Thì có những bạn nào mà dạng mà cơ động đó. Thì chắc chắn là trái quỷ các bạn lụm rất là dễ. Nhưng mà riêng mình bây giờ mình kiếm nãy giờ mình kiếm không có ra. Nên là mình sẽ tiến về đảo Tân Thủ mình mua một trái quỷ hem. Trái quỷ mua thì bỏ ra một cái số tiền nó rất là lớn các bạn. Số tiền 150.000 bili để mua một trái quỷ rất là chua. Trong khi lúc trước có một số bạn lụm cho mình một nồi luôn. Nhưng mà do thời gian mình eo hẹp không có đủ để quay video á. Nên là mình không có ăn. Chứ mấy bạn lụm cho mình nhiều lắm. Rồi bây giờ thì mình cứ thẳng thừng về cái đảo Tân Thủ đi heo. Bây giờ là mua luôn các bạn. Mua đi mua đi mua đi. Rồi xuống. Đây ok. Rồi bây giờ đâu. Ủa chỗ này chủ quái ma nào đây. Lộn hàng đó hay sao à? Bên kia bên kia. Bên đây là gian hàng trống. Vẫn chưa mở bán các bạn. Đây nè gian hàng bên đây nè. Đó. Giờ mình lại đây mình mua một trái quỷ mình ăn luôn heo. Mua là nó cầm thẳng một trái ra luôn. Hay là dạng mà nó cho mình năng lực giống như lốc beta. Mua thử mới biết được các bạn. Giờ cắt kiếm vô. Thằng già kia. Bán trái quỷ đây. 150.000 bili à, rất là chát luôn. Rồi chát 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 mua thử đi bạn. Mua thử chơi. Trời đất thần thiên địa ơi. Gì đây. Mua ra trái nào không ra ra trái su kê.
giống. Rồi xong rồi đó các bạn, vậy là ok Coco vậy em. Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng chiêu tàn hình cho bạn xem. Trái quỷ này một chiêu mới học à. Đây đó, như vậy các bạn móc kiếm ra một chém là không có bạn nào biết được hết. Các bạn thấy trái tàn hình ngon không? Này tàn hình nó mới chất nè. Ở đây có haki quan sát hay không thì mình không biết không. Ủa sao mình tàn hình mà dí theo mình được hả ta? Rồi mất tích rồi, mất tích rồi các bạn. Lúc nãy cô còn cái dòng dí theo được, bây giờ là mất tích rồi. Đó các bạn thấy ngon không? Cái trái này là tàn hình là không bạn nào biết luôn. Cầm cái bisento đứng giặt sau đít nữa, không biết sao mà máu giật giật. Chém đi, chém đi. Đó, lúp 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 chém đít. Lúp lúp chém đít. Bạn đó bị mất máu mà đâu biết ai chém đâu các bạn. Đó, mình là dạng ma trư mà. Đó, vào luôn xuống lưng sực sực. Dứt. Dứt. Đó, bạn đó rút áo và sau đó luồn liền. Đây nè, mấy con chim bưng này không? Mình sẽ mần thịt chim bưng cho bạn xem. Đây 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 đây. Chuối nè, chuối nè. Chuối, chuối, chuối. Ở trái su kê trong game này bá lắm nha các bạn, đừng giỡn nha. Trái su kê này mà cầm theo bisento là chém thì cái dắt giò còn cổ đấy. Bạn này dám cỡ mà ưng nè. Hiển hình ha ha ha, đi 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 dông liền. Tri sát mình liền nè các bạn. Nhưng mà tri sát ai? Tri sát cái trái quỷ su kê. Làm sao tri sát được? Mình không biết là trong game này có haki quan sát hay không em. Chỉ có haki quan sát mới nhìn được trẩu gì á. Cô quả nhân dĩ hổm đâu đây? Ồ, oh, set đồ này hình như là của con khỉ nè các bạn, đúng rồi. Còn cái đầu này là của trong một cái sự kiện event vậy nè, hình như mình cũng có đó. Chém, chém. Dị hộm nè, con khỉ kia. Giờ lặt lông khỉ luôn nè. Chạy đâu. Chém cho banh đầu. Đó, ngon chưa, ngon chưa. Con khỉ này tiêu dền với mình. Ây, 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 sống thần, chạy mau. Ôi, chạy không kịp rồi các bạn ơi, xong rồi, xong rồi. Bị thọ thương rồi. Đó. Ủa gì? Gì trong đây à? Ôi, gì trong đây một bê ly nè các bạn. Ủa gì vậy? Ủa phá nhà cũng được cộng tiền nữa, có lý gì à? Ăn trái Ura xem bộ giàu dữ ta. Nè các bạn thấy một bê ly nằm không? Nè nè nè, đây nữa nè. Nằm một dọc luôn, không biết là cái gì trốn trong đây. Hiện hình ra, đó các bạn thấy chưa? Đây là sức mạnh của trái Suke Suke trong cái tựa game One Piece Finale này. Còn những tựa game khác là trái này là mấy bạn bật haki quan sát là chém cho banh đầu. Trời ơi, bỏ 150 ngàn tiền ra để mua được một cái trái ác quỷ như thế này thì rất là ok rồi. Trái này mình mong muốn có ngoài mình ăn đó chứ, mà không được. Bạn nào cũng mong muốn có được một trái quỷ như thế này để ăn thực tế bên ngoài, bạn tàn hình cái nọ. Rồi xong. Như thế này rồi làm sao mà có thể thấy mà được. Đấy, cái mình lùi mình chạy mất tiêu. Đâu em thấy anh rồi, rồi truy kiếm thử ra. Đâu, bạn nào thấy lại kiếm mình. Cả con quái này nó bó tay bó chiếu với mình. Ê, 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 con quái này giữ các bạn, con quái này có haki quan sát các bạn ơi. Bà cư, nó thấy mình rồi. Con quái này, con quỷ này. Tàn hình mà nó thấy. Mà trong khi mấy bạn không thấy. Mà mấy con quái này dạng dạng thiên lý nhãn đó các bạn, nhìn xuyên thấu hết tất cả. Quái này có mắt nhìn âm dương bốn phía ngũ hành, mắt nhìn thấy hết nè. Ghê quá. Yếu nghẹt này. Vậy mà nó thấy mình. Quái thấy nha các bạn, nhưng mà riêng những người chơi khác sẽ không thấy mấy bạn thấy không. Nè bây giờ mình sẽ lại đẳng mình chơi một vòng nữa nè. Đó. Ăn trái gu ra mà chém nè. Ừ dí hay dí chém mình rồi xong. Trộm về trộm gà bắt chó rồi rồi. Nằm đóng rồi các bạn. Mình thấy nằm đóng rồi đó. Con vật mình hết di chuyển được rồi. Không biết tại sao mình chết. Mình tàn hình mình cũng chết nữa. Biến mất. Biến mất trong làng sương mù quyền ảo. Rồi xong. Cái mặt thịt kim luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Ừ. Đó, đó, trời ơi, con chim nó mém chết, con chim nó mém nhíu. Cái chiêu R này nguy hiểm lắm nha các bạn, lượng sát thương của cái chiêu R mà mình mua 10.000 bê ly cao lắm nha. Các bạn đây hả, từ 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 từ. Lấy, lấy, à, đẩy đẩy bạn sắp chết. Đừng có, Vincento dài quá, thọc rưa không các bạn. Thọc rống như rắn hổ.
À, có tiền. Dân tàng hình là vậy mà các bạn. Dân tàng hình mà. Rồi, thì đây là công dụng của trái Suke Nomi nha các bạn. Thì trong những tựa game khác thì các bạn cũng đã thấy rồi em. Nhưng mà bên cái tựa game này đầy quy lực. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên né những cái chiêu dạng mà đánh diện rộng, chẳng hạn như trái Gura hay là trái Hiê hay là trái Suna gì đó, mấy bạn né né xa ra, bạn cầm Bisento và chém đích thôi em, chứ cây này thì nó còn quá yếu. Rồi, cũng cảm ơn đa số các bạn và anh em đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong một video nào đó không xa của mình nha. Bye bye.